Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã chính thức tắt sóng truyền hình analog và chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất. Tuy nhiên, với địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, sóng chưa đến được tất cả các khu vực như kỳ vọng. Người dân cần chủ động sử dụng thiết bị thu tín hiệu vệ tinh hoặc truyền hình trả tiền để khắc phục. Là một hộ cận nghèo thuộc phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, bà Vũ Thự Lựu rất phấn khởi khi biết gia đình sẽ được nhà nước hỗ trợ lắp miễn phí thiết bị truyền hình số mặt đất. Tuy nhiên, khi các cán bộ kỹ thuật đến thì mới được biết khu vực gia đình bà ở không bắt được sóng truyền hình số mặt đất, vì thế không thể sử dụng thiết bị thu sóng truyền hình. Gia đình bà Lương Thị Sơn, thôn Vạch, xã Cam Đường cũng thuộc khu vực vùng khuất, không có tín hiệu truyền hình số mặt đất. Theo thiết kế thì hệ thống phát sóng truyền hình số mặt đất của tỉnh có khả năng truyền dẫn phát sóng với tầm xa 40 km. Tuy nhiên do địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, chính vì vậy ngay tại thành phố Lào Cai vẫn có một số khu vực bị khuất sóng, không bắt được tín hiệu truyền hình số mặt đất. Để giải quyết khó khăn này thì trước mắt người dân cần đưa anten thu tín hiệu lên cao nhất so với vị trí của nhà để cải thiện khả năng thu tín hiệu, hoặc có thể chuyển sang sử dụng các loại truyền hình trả tiền, truyền hình vệ tinh.